Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Lisa Leon lên đầu đón Noel, Kim Lý cười tít mắt khi vợ làm phó nháy. Sau khi gia đình đón chào thêm thành viên mới, Hồ Ngọc Hà khá thoải mái trong việc chia sẻ những khoảnh khắc lớn lên từng ngày của các con với công chúng. Trong bầu không khí ngày lễ Giáng sinh náo nhiệt, gia đình nữ ca sĩ gây chú ý với khung ảnh quay quần ấm áp. Biểu cảm hài hước và đáng yêu của hai nhóc tì bên bố mẹ khiến khán giả không nhịn được cười. Giọng ca cả một trời thương nhớ ghi lại khoảnh khắc vui vẻ cùng chồng con. Trên trang cá nhân Hồ Ngọc Hà đăng tải hình ảnh gia đình, cô chia sẻ, các bạn thích tháng nào nhất trong năm? Còn với Hà, tháng 12 luôn là tháng được mong ngóng nhất trong năm. Thời tiết xe lạnh, như chiều lòng người, khắp nơi trong thành phố đã trang trí Giáng sinh thật lung linh rực rỡ. Giáng sinh năm nay với Hà đặc biệt hơn và ý nghĩa hơn mọi năm vì Lisa và Leon đã chập chững biết đi và đã biết phụ ba mẹ trang trí cây thông Noel. Không biết nên gọi là phụ hay phá nữa cả nhà ạ. À. Hai chị em cũng hào hứng cố với cố nhoi để hái quả châu, không chịu ngồi yên. Lisa và Leon bị mẹ kẻ xấu thích phá hơn là phụ giúp. Bên cây thông trang trí lộng lẫy quà và ánh đèn lấp lánh, Hồ Ngọc Hà trở tài làm phó nháy cho ba bố con. Trong khi Kim Lý cười tít mắt và Lisa tập trung hết cỡ về phía mẹ, thì Leon lại chỉ mãi mê với hộp sữa trong tay, đôi mắt to tròn long lanh cưng xỉu. Hai nhóc tỳ được hóa trang thành ông già Noel và cả chú Tuần Lộc siêu dễ thương không cần concept cầu kỳ cặp sinh đôi vẫn vô cùng đáng yêu trong bộ ảnh tràn ngập không khí giáng sinh với bố mẹ cặp song sinh nhà hà hồ vừa đón sinh nhật một tuổi cách đây không lâu lisa và leon nhận được nhiều quà và được bố mẹ tổ chức bữa tiệc ấm cúng Khoảnh khắc đón Giáng sinh ấm áp của gia đình Hồ Ngọc Hà khiến khán giả thích thú. Leon tiếp tục thể hiện khiếu hài hước của mình, nhấp tì bụ bẩm trong vòng tay bố biểu cảm cưng xỉu trước ống kính. Hết túi hiệu, hộp đựng túi của Hồ Ngọc Hà cũng thành đồ chơi của con. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Hồ Ngọc Hà đăng tải khoảnh khắc đập hộp những món quà hàng hiệu là quà tặng của mình, trong đó có túi hiệu Dior sang chảnh. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau, giọng ca cả một trời thương nhớ tiếp tục chia sẻ hình ảnh Leon và Lisa đang đòi phần. Nếu cậu Úc Leon chỉ đứng một bên nhìn, thì chị gái Lisa đã ngồi hẳn xuống đất tay viện chặt hộp đựng túi hiệu với gương mặt bầu bĩnh cùng đôi mắt to tròn lisa chiếm trọn tình cảm của khán giả bởi biểu cảm quá đội đáng yêu lisa đòi phần khi mẹ hà đang mở quà túi hiệu Leon cũng phấn khích không kém khi thấy món đồ chơi mới. Với những người mua đồ hiệu nhiều sẽ hiểu, không chỉ món đồ bên trong mà cả phần đập hộp đựng các item này cũng được nâng niu. Bên cạnh đó, nếu sau này muốn sang nhượng đồ hiệu cho người khác, việc có thêm stand hoặc hộp đựng sẽ tăng giá trị của những món đồ thời trang xa xỉ. Vậy nên, hình ảnh Lisa nhà Hồ Ngọc Hà đứng nhảy trên hộp túi hiệu khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Lisa bày tỏ niềm yêu thích của mình đối với hộp đựng túi hiệu sang chảnh cô bé đứng thẳng lên hộp túi Dior mẹ vừa được tặng. Trước đó, người hâm mộ từng khóc trong lòng thay cho chủ nhân bạn hít xin hãy tha thứ khi chiếc túi hiệu Gucci với giá gần 100 triệu đồng của cô đang được cặp song sinh thỏa sức nắm giật, kéo lê không thương tiếc. Được biết đây cũng là thiết kế mới toanh vừa được thương hiệu ý cho ra mắt. Ngoài ra bà xã Kim Lý không ngại đầu tư túi hiệu chục triệu đồng để đựng những vật dụng cho con. Trong đó khi đưa hai con đi chích ngừa, cô dùng túi sách Dior hơn 70 triệu đồng để đựng bình sữa, tả giấy. Hay khi xuống phố cùng hai con, Hồ Ngọc Hà cũng sử dụng thiết kế của Kenzo với hơn 10 triệu đồng để đựng đồ. Bạn nghĩ như thế nào về sự đầu tư và chịu chơi của Hồ Ngọc Hà dành cho hai nhóc tiền? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Đón đọc thêm nhiều tin tức hấp dẫn về chuyện sao Việt tại kênh tin mới nhất của mình nha. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.